Mà xin kính chào các bác nha, đã đến với video của em, cửa hàng Nhật Bãi. Hôm nay em lên cái combo cho các bác luôn, đó là ba món vật dụng của nội địa Nhật: nồi cơm điện Toshiba cao tầng IH áp suất hút chân không, mẫu còn mới ken. Thì ba mẫu này là mới ken tầm 95% hết nha các bác, trong ngoài đều ok hết. Có cái mẫu này là hai mẫu này như chưa xài luôn, là bình xông. Bình này là sản xuất cho năm 2020, bình xông là xông tinh dầu đó các bác, mình xông độ ẩm này kia đó. Và kem cối khách sạn sinh tố Panasonic, thì cái cối này thì nó không có để năm sản xuất nha các bác, nhưng mà cũng mẫu cũng gần đây thôi cho nên nó còn mới đẹp. Thì cái hãng cối này thì Pana người ta không có để cái năm sản xuất. Em nói gần ghẻ cho một số bác vô hỏi cái đát, thật sự mua hàng Nhật các bác không cần cái đát cái năm sản xuất, cần nó đẹp nguyên chất lượng thì mình mua thôi, chứ còn những cái hàng mà đẹp đời mới mà người ta xài nhiều thì nó cũng cũ cũng xấu nữa các bác, nó còn mắc cái giá trị hơn những cái hàng mà đời trước mà nó còn mới đẹp nữa. Thì mẫu này là sản xuất 2013. Những bác mà chơi hàng Nhật nhìn biết là cái nồi này là cái năm sản xuất của nó là 2013 rồi các bác. Tại vì chỉ duy nhất cái năm này nó kỷ niệm nồi Toshiba hãng, thì nó làm màn hình lớn như thế này là nhiều cái menu nấu. Thì bây giờ em sẽ lên chi tiết. Nồi thì của mình là 1 lít nha, cho gia đình mình 5 người nấu thì được 3 bát gạo mỗi lần nấu. Thì đẳng cấp xịn sò. Thì cái giá xuất xưởng thì nó rất là cao, hai mấy triệu các bác. Đó thì các bác lên trang Google, trang mạng điện tử của Nhật, bác search nha, thì năm sản xuất của nó ra là hai mấy triệu đó. Bây giờ là em đi chi tiết từng cái mẫu như các bác nè. Lên combo, nếu bác nào mua nguyên combo này sẽ có giá hấp dẫn, thì sẽ có giá riêng từng món chẳng muốn mua hết là mua nguyên cái ba cái vật dụng này thì giá nó sẽ hấp dẫn cho các bác luôn. Thì hôm nay em chơi độc lạ nha, thường thường thì em quay một món hai món hoặc là một cái loại thôi, cho nên em quay tới ba loại: xay sinh tố, xông hơi, nồi cơm điện. Rồi đây các bác ơi, thì một cái siêu phẩm đầu tiên thì em xin chúc các bác là xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Các bác xem video đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em. Có thắc mắc hay là cần tư vấn các bác liên hệ giúp em này, số điện thoại trên màn hình. Thì để vào review chi tiết thì một cái mẫu nồi thì như em nói là sản xuất 2013, Toshiba cao tầng áp suất hút chân không, mẫu là kỷ niệm, là mẫu đặc biệt đó các bác. Cái mã là XG, XC chứ, GC khoảng cách 10V XF. Mẫu nó còn mới tinh các bác, ngoại thất là tầm 95% luôn. Là những cái mẫu như vậy nè, là nó sản xuất số lượng thôi trong cái năm đó được thành lập kỷ niệm đó, cho nên là nó rất là hiếm luôn, mà nó còn đẹp gì nữa thì nó hiếm lắm luôn các bác. Em quay một vòng các bác xem, thì em quay vào thông số đây đẹp ken. Thì Toshiba nó có cái nhược điểm như thế nào? Cái vỏ nó bằng to, nó bằng thiết bằng to đó các bác, nó sẽ hay bị cắn hay là mớp lắm, nhưng mà đối với cái nồi này không có một chút nào luôn, rất là đẹp. Cái mặt ở trên đây á là cái mặt sơn là 5 lớp, theo miêu tả của hãng. Thì cái nồi này với nồi Toshiba, những cái nồi chuông á, cái nồi chuông mà cái vơ kép gì đó, là nó cùng cái model luôn các bác. Ở công suất nó y gan luôn nè, là 1420W. Thì những cái nồi tô chuông mà xịn sò đó thì là công suất là 1420W, còn những cái nồi thường thì nó công suất nó 1.300 thôi các bác. Đây, cái nồi này không khác cái gì cái nồi tô chuông hết, mà lại nhiều cái chức năng nấu. Thì cái tô chuông mà vơ kép đó thì nó cũng có nhiều cái menu như thế này nè. Đó, cái này nó rất là xịn luôn, mới chát đi vào bên trong, đẹp đi vào lòng người cho các bác nha. Bao đẹp bao chắc cho các bác. Này thì em nấu nè, thì em đã nấu rồi cho nên là cái hơi nước nó còn bám bám như này các bác, nhưng mà cái nồi này nó rất là đẹp. Thì em hướng dẫn các bác mua nồi đó, cái cục bi phần trong đây nè nó còn trắng đẹp, như chứng tỏ là người ta ít sử dụng. Bên trong này các bác thấy không, mới chát mới tinh luôn. Bác nào biết nhìn hàng mà đang yêu thích cái hãng Toshiba thì mình mua nồi này. Thì trong những cái dòng nồi cơm thì Toshiba nó mệnh danh là đẳng cấp và VIP nhất. VIP ở đây là như thế nào, nó đem cái lại cái sự là cái chất cơm đó nó rất là tuyệt vời, dai đó, cơm ngọt dai, và đặc biệt là nó có nghề hút chân không độc quyền, chứ những dòng khác thì hiện tại là không có nghề hút chân không. Cái công nghệ này là giúp hạt cơm mình sắn đó và ngon mềm dẻo, có nấu cháy nấu sôi đầy đủ các bác hết. Đây, đi vào bên trong có lòng nồi đẹp chưa, cái này là nước thôi các bác, cái lòng nó đẹp mỹ miều luôn. Em test còn nước em lao chưa, nó chưa cưa hết này. Thật sự mà nếu nếu nói các bác nói cho cái những cái dòng mà kỷ niệm này thì người ta đặt tâm tư tâm huyết kêu nhiều lắm, cho nên là mình
mua được những cái mẫu này thì nó cũng rất là cũng như dạng sưu tầm ấy các bác. Thì bây giờ các bác ăn cái nồi cơm tô chuông sao thì cái nồi này nó y gan vậy thôi chứ nó không khác gì hết, mới chát luôn quá, quá đẹp. Không đẹp để không muốn lấy tiền các bác ha. Cái sau này gọi là sau mắt kim cương nè, vào bên trong cho em nè, nồi có bọc là inox rất là xịn sò. Thì bây giờ em cắm điện vào em báo giá hướng dẫn các bác những cái chức năng nấu cơ bản nha. Rồi kính thưa các bác, anh thì đã cắm điện rồi ha. Thì bây giờ mình đi vào cái phần, nếu mình cắm điện thì đồng hồ của màn hình thì nó hiển thị như thế này, mình bấm nút này là nấu cơm cho em đó. Chế độ thông thường nó là 50 phút, đèn đèn hút chân không lúc nào nó cũng sáng, đèn dành hút không khí trong nồi ra, không nấu các bác tắt lúc này cho em. Lúc này là hâm cơm, bấm một cái là hâm ấm, bấm thêm một cái là hâm nóng đó, không hâm thì các bác tắt. Các bác muốn chỉnh nấu sôi nấu cháo gạo lứt cơm cháy bấm vào đây cho em. Thì một cái vàng trên đây là nó đang là chế độ gạo với mình, gạo trắng là người Việt mình sử dụng. Bấm thêm một cái nó là gạo không do đang chớp, gạo lứt không do, gạo lứt nảy mầm, mình già xài gạo trắng mình để cái mặc định này cho em. Mình bấm thêm một cái nữa thì cái dòng chớp này nó sẽ xuống đây, là nó là những cái chức năng nấu. Thì hiện tại là chức năng nấu thông thường là 50 55 gì đó. Bấm qua bên đây, bấm qua bên cái chức năng mà 5 năm nay gọi là chức năng cơm mềm ngon mềm dẻo đó. Thì không nấu các bác tắt cho em, thì đèn nó hút chân không kêu tè 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 y gan là người ta bơm không khí, hút không khí ra gì đó các bác. Thì nấu sôi nấu cháo các bác bấm vào đây làm thao tác lại gan rồi mình chỉnh lại. Này là nấu sôi, còn còn gọi là nấu mềm nè, là nấu mềm có cháy, là gọi là nấu sôi có cháy, nấu cơm trắng có cháy. Thì nấu nồi này là nấu là 70 phút. Thì em bán những cái nồi như thế này thì rất là nhiều, bác những bác xài thì cái kiểu như phản hồi rất là tốt. Dạ, tại vì cơm nó ngon rất là ngon, mà cái chức năng nấu nào ra ra chức năng đó, chuẩn chức năng đó nha, chứ không phải là những một số cái nồi cơm mà có chức năng để thu hút thôi chứ nấu nó không có mà chuẩn cái chức năng đó. Chuẩn ở đây là sao, là nấu cháy là có cháy, nấu sôi là có sôi đó. Còn những cái nồi khác nó điệu các bác, nó để là cái chức năng để thu hút khách hàng, nhưng mà nấu bấm vô cháy thì không có cháy, mà bấm vô sôi thì nấu nó không có sôi, là nó không có đúng chuẩn cái chức năng. Thì mẫu này em đã test ok nha, hẹn giờ bấm vào đây cho em, khung sáng khung chiều, chỉnh khung giờ gia đình các bác ăn cơm nè. Bác buông ra, các bác bấm nút nấu cho em, thì sẽ đúng vào cái thời gian này có cơm thì các bác ăn. Trước thời gian này tầm 1 tiếng, chế độ cơm cháy là 70 phút. Thì khi hẹn giờ thì nó sáng ở đây, thì mình vừa bấm nấu thì nó hút chân không, hút không khí ra liền rồi. Thì được một số bác rất là thích cái công nghệ hút chân không là như thế nào, là nó hút không khí ra, các bác giữ cơm được lâu, được tới mấy ngày vậy lận. Thì khi nấu thì nó sáng ở đây, khi chín sẽ về đây. Thì mẫu này là em đã test ok, ngon lành như hình như video, đẹp, ở bên trong tầm 98 luôn các bác, ở ngoài thì tầm 95. Thì giá là mẫu này em đang bán giá cho các bác là bao nhiêu, 2,9 triệu nha, chuyển đủ thêm bao ship cộng 500 thì các bác trả tiền ship. Nhận hàng các bác được kiểm tra, được cắm điện chứng bằng bưu cục. Thì hàng bãi, hàng mà đẹp như vậy thì các bác, nhưng mà những cái đời mà nó sản xuất ít đó, nhưng mà còn đẹp vậy thì nó rất là hiếm, bác nào biết sử dụng nhanh tay chốt em này nha. Thì mua hàng thì chụp hình gửi qua Zalo cho em, em qua cái mẫu bình xong cho các bác nha. Thì qua hết combo thì các bác mua em sẽ gom lại, em sẽ bớt một lượt, còn mua cái nào thì đúng giá cái đó. Đây nè bác, thì đây là cái bình xông nha, hiệu Yoyosi, mẫu này sản xuất năm 2020. Nó có nhiều cái chế độ xông lắm, nên là nó có thể là bù ẩm cho mình luôn nè. Nó căn trong căn phòng được căn phòng 26 giờ vậy nè, sẽ có video hướng dẫn chi tiết cho các bác ha. Thì một số bác cũng như nhìn không biết, tưởng nó là cái bình thủy điện, thật sự nó không phải bình thủy điện nha, nó là một cái bình xông xông hơi. Bác nào mình đang có nhu cầu thì cứ xem cái video này, mua ngay cái bình này còn mới tinh mới can như chưa sử dụng luôn các bác. Đây năm 2020 là năm sản xuất. Cái này là cái chui điện rồi, nó sẽ có cái chui các bác. Đây là cái chui cái gì nè. À, cái chui là mình gắn vô đây vậy nè. Đó, nó hết vô gì đó. Nó ra bình thủy thôi nhưng mà nó không phải là bình thủy, còn rất là mới. Này, cái chui rất là mới. Đi vào cái thông số cho em thì cái này nó là cái công suất của nó là 355W. Dung tích nó là 350 ml. Điện 100. Cái này không phải ta, cái này là cái gì sao ta? Cái gì quá đây? Còn cái này mấy công suất mới đúng đó nè, là 985W, điện áp 100, made in Japan. Đó thì nó vậy thôi đó các bác. Em cũng quay rất là cận cảnh. Một dòng các bác xem là đẹp như mới nhưng chưa sử dụng luôn. Mình xài thì mình cắm điện vào, để em cắm vào em test cho các bác nha. Cái cơ bản thôi. Thì nấu sôi lên rồi mình chỉnh chế độ xông là nó ra hơi nhiều hơi ít, hay là nó trong bao thời gian mấy bao nhiêu đó. Rồi bây giờ huyền thoại nữa, đổ nước vô
nó kéo này lên này. Các bác lưu ý giúp em ha, là mình kéo lên gì không được, mình phải kéo cái này lên nữa mới lên được nè. Ron này các bác xanh mướt không, em test test rồi cho nên là cái màng hơi nó dính nè, còn mới chát nè các bác, bên trong nè, nè mới ken chưa, không cái kiểu như là ta chưa có xài luôn các bác. Bây giờ mình đổ nước vào cho em nha. Rồi bắt đầu giờ mình đào đóng nắp lại, mình ghim điện lại, bữa nay chơi combo với các bác luôn đó, lên điện rồi đó. À, nó có cái gì chỉnh ở đây đó, mình sẽ có video hướng dẫn cho các bác chi tiết ha. Thì cái mẫu này mình cũng em cũng bán lần đầu trên kênh thôi, em sẽ search cái link, đường link sử dụng em gửi cho các bác đó. Thì một tí nữa sẽ nó sôi lên nha các bác. Thì nó sôi thì cái hơi nó lên đây nè, người ta xong á thì người ta bác kiểu như mình thích xông hơi đó, ta đi xông hơi, cũng như bên Hàn Quốc nghe nó đi xông nè, xông hơi này kia rồi đó các bác. Kéo lên vậy nè nó mới lên nè, mới chát không. Cái này là ố thường như em nói nè, gòn rồi mới chát mới tinh luôn, xuất sắc. Này bắt đầu là nó sôi đấy các bác thấy cái những cái bọt đó chưa? Đó, tí nó sôi lên nha. Rồi chờ một tí giúp em nha, em sẽ quay trở lại. Bác nào mua thì nhanh tay lẹ chân giúp em nha, mở hàng suôn sẻ may mắn. Các bác tin tưởng, đặt niềm tin em trao lại các bác cái chất lượng. Thì mình hãy thử tin tưởng với nhau dù chỉ một lần đi các bác, cái này em nói thiệt. Trong cái thời gian mà chờ thì em sẽ quay trở lại với các bác. Rồi các bác ơi, thì bây giờ nó sẽ sôi lên này, sẽ lên hơi đây nè. Lên hơi đây nha. Mà cái này mình kéo lên còn phải bóp cái này nữa đó. Đó nó sôi đó các bác. Hơi lên đó. Em bắt cái quạt cho nên là cái hơi nó bay đi, nhìn thấy không rõ. Đó, các bác thấy không? Sôi nha. Thì mẫu này hiện tại là em đang bán cho các bác là với giá bao nhiêu? Thì 1,2 triệu thôi. Thì bác nào mình đang có nhu cầu thì cứ inbox liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nha. Rất là mới đẹp, JOC mã nè, bình xông hơi. Bác nào kiểu như mình nhà mình kiểu như hay xông hơi đó, kiểu như mà như bên Hàn Quốc người ta nó đi xông hơi thoải mái này kia gì đó, em cũng không rõ, ít nhiều khi em không làm. Thì bác nào mình mua cái này thì cọc cho em 200, còn chuyển đủ thêm bao ship. Em bán cho các bác là em bảo hành cho các bác là 6 tháng mình xài đúng điện 100/110 giúp em. Nó không xài được điện là 120/220. Mẫu này chụp màn hình gửi qua bên Zalo. À, mình chốt đơn, rồi còn một cái có sinh tố thì em sẽ quay chi tiết em test luôn nha. Rồi xong cái sẽ trở lại với các bác. Rồi đây các bác ơi, thì bây giờ là còn cái em cuối cùng đó là cái cối xây sinh tố Panasonic. Em quay một vòng cho các bác xem nha. Em nói là mới tin nhưng chưa sử dụng là như thiệt. Để nhận hàng xem trên đây như thế nào, nhận hàng như thế đó. Các bác xem video thì nhiều khi video mới lên đó, nó sẽ chưa có cái chất lượng hình ảnh tốt nhất. Các bác bấm cái chất lượng tốt nhất cho em nha, là nó 1008 gì đó. Thì các bác bấm cái đó các bác coi. Hôm qua cho các bác các cận cảnh nè, mã nè. Đó, bây giờ mình lấy cối ra, mình đi vào cái phần bên trong. Cối là có thủy tinh, là gòn rồi, là rất là ok tốt. Cái nút này là cái nút để đậy cái nắp, cũng như là các bác mình muốn đang xây mà mình muốn để cái đồ cái muỗng vô để mình quậy quậy ra đó. Đây là có thủy tinh rất là dày nặng, là lưỡi titan này rất là sắc bén. Đi vào cái thông số cho em đó, thì như em nói nó không có để năm sản xuất gì hết nha các bác. Một số bác hỏi năm sản xuất, thật sự mình mua hàng mình thấy đẹp thấy tốt thấy ghê mình mua đi, cứ cái năm sản xuất nó không có quan trọng, nó không có nói lên được cái gì hết đó các bác. Rồi bây giờ bỏ vào những cái cối như vậy là hàng xịn. Nó có hai cái một số bác hỏi vô mua làm như kiểu như nghĩ là nó không có thể cái giá mà nó như thế này, tưởng như kiểu ba cái đồ này trời ơi 100,000-300,000 là dữ lắm rồi, hỏi vô bạc triệu giật mình. Thật sự không phải các bác, nó 100,000-300,000 nó cũng có nữa. Nó có đây là có như thế nào, là những cái nó rẻ tiền là nó gọi dạng là giá bình dân giá rẻ đó. Thì vậy nè, các bác ghim vô đi, các bác cũng bấm đi là nó chạy ten 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 nè. Còn đây hàng xịn của người ta, gắn nắp vô
đó, nhưng mà gắn không kỹ là cái này nó không xuống nè, là cũng không xây được luôn nè, nó có bắt không, nó không xây được luôn nè, phải gắn xuống nó mới xây được, vậy đó mới gọi là xịn sò đẳng cấp của Nhật. Thì các bác muốn mua hàng xịn, hàng chất thì phải là cái giá nó cao rồi, thì cũng người ta hàng mới người ta cũng là mấy triệu bạc rồi, mà các bác mua hàng cũ thì em bán có 1,2 triệu thôi, thì cọc cho em 200 chuyển đủ thì em bao ship đó. Có thấy không, nó mạnh ghê chưa, mạnh ghê hồn chưa, cái nào nó cũng là xứng đáng hết. Các bác xây cá nè, xây cua, xây cái gì cũng được hết. Bây giờ em xây đá cho các bác xem, xây đá như xây bùn luôn, nghiền như là đá bào luôn. Giờ mình đổ cho em. Đó. Giờ mình đổ đá vô cho em nè. Các bác chịu chơi với các bác luôn. Trong những người bán hàng mà chịu test, chịu quay với các bác chi tiết là chỉ có em thôi, nói thiệt. Chứ một số bác em thấy quay hàng bán hay ra hàng cho người ta không vệ sinh không gì hết mà cứ đăng lên nó thao thao bất thiệt. Đây, nó bây giờ ghim điện rồi nè, bây giờ xây nè, xây đá nè. Một phút 30 giây, đá nhuyễn nhừ. Bây giờ lấy xuống mình coi coi nó làm sao, nó nhuyễn làm sao rồi. Đây, nhuyễn như đá bào luôn các bác. Đây, như đá bào luôn này. Như đá bào luôn nha. Đẳng cấp của máy Nhật là nó như thế này. 1,2 triệu cọc cho em thì các bác cọc cho em thì 200, còn chuyển đủ thêm bao ship em vẫn bảo hành cho các bác là 6 tháng, xài thì đúng điện giúp em nha. Hàng gửi về bảo hành thì nếu em kiểm tra các bác cắm xa điện thì các bác hỗ trợ phí sửa giùm em. Đó, còn một số bác kiểu như là rất là thật tình cắm nhầm điện thì bảo cắm nhầm điện, cũng bên cạnh đó cũng một số bác không thật tình cắm nhầm điện là bảo mà máy tự hư, thì nói chung là về thì em cũng phải kiểm tra được thôi, chứ các bác nói thì em cũng vẫn ghi nhận ý kiến như thế, nhưng mà em kiểm tra lại thì cái vấn đề nó là phải là có xác định lại nữa. Rồi thì bây giờ quay trở về ba cái máy nè, chờ mua hết ba cái máy này là sẽ có cái giá hấp dẫn nữa nè. Rồi các bác ơi, trở về với ba nhân vật chính thì cũng đã test ok hết rồi, qua cái từng giai đoạn của cuộc đời hết rồi. Em giỡn với các bác nha, em đùa nha. Thì cái này thì mình đổ nước đá vô thì nó hơi bị ố ố trên, cái hơi lạnh cho nên là mới chát mới tinh hết đó. Thì ngon lành cành đào như hình như video nha. Thì lần đầu tiên quay combo như thế này thì nồi này thì ba món thì em đã báo giá hết rồi. Bây giờ nếu mà lấy một lượt ba món hết thì em sẽ bớt cho các bác là 300.000 đó. Rồi còn lấy, nếu lấy một món trong ba món này, lấy một món thì đúng cái giá này em niêm yết đưa ra, chuyển đủ thêm bao ship, cọc thì cũng như em nói lúc nãy thì từng món đó thì em bao cọc thì các bác trả tiền ship đó. Nếu lấy ba món này thì em sẽ bớt cho các bác, gom lại cộng tiền lại bớt 300.000, chuyển đủ em bao ship. Nếu mua cọc ba món thì cọc giúp em 1 triệu đồng rồi. Ok chưa, ngon lành cành đào nha các bác. Rồi hết video, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chúc các bác nhiều sức khỏe, mua hàng inbox liên hệ qua Zalo giúp em. Em cảm ơn các bác, video này quá đặc biệt luôn các bác ơi.